đây là quán cà phê Rooster ở Hội An Rooster Roastery. Con thanh, con cảm ơn chú chưa? Đây là bánh gì hả con? Cookie. Không ngon chút lắm. Không ngon à? Đây là bánh gì? Bánh chuối à? Ngồi ăn trong một khung cảnh thanh bình ở Hội An. Đây là chuối mẹ. Đây là quán cà phê rất đông.